Xin kính chào Hội Thánh. Greeting to you, my brothers and sisters. Chúng ta đang ở trong mùa lễ tạ ơn. We are still in the Thanksgiving season. Và một số Hội Thánh ngày hôm nay vẫn còn tiếp tục tổ chức lễ tạ ơn. A number of churches are still celebrating Thanksgiving. Vì vậy cho nên hôm nay chúng ta sẽ cùng học hỏi một câu chuyện cũng liên hệ đến lễ tạ ơn. So today we will study a passage related to Thanksgiving. Đó là câu chuyện được ghi lại ở trong sách Tin Lành Luca đoạn thứ 17. That is a story recorded for us in Luke chapter 17. Kể lại có 10 người bị bệnh phung. The story told us that there were 10 lepers. Và 10 người này rất là muốn đến gặp Chúa Giêsu để xin sự chữa lành của Chúa. And these 10 lepers want to come to see Jesus and asking him to heal them. Và khi họ đến với Chúa Giêsu, when they came to Jesus, thì Kinh Thánh nói rằng họ đứng từ nơi xa. The Bible say they are still standing a little bit far away. Và họ cầu xin rằng xin thương xót chúng tôi. Oh, Lord, have mercy upon us. Người phung thì không được phép đến gần những người bình thường. The lepers are not allowed to come near other people. Và luật quy định rằng họ phải đứng xa khoảng tầm gọi là một viên đá ném. And the law told them that they have to stand at a distance about a throwing of a rock. Có nghĩa là khoảng chừng 15 cho đến 20 mét. About 15 to 20 meters away. Và 10 người phúc này đến với Chúa trong một cái tinh thần cầu xin sự thương xót của Chúa. And these lepers come to Jesus with an attitude of asking him to heal them. Họ không đến để phàn nàn rằng là tại sao mọi người không bệnh phung mà tôi bị. They didn't come with an attitude like why did they have the leprosy and others don't. Nhưng họ chỉ cầu xin sự thương xót của Chúa mà thôi. They come and asking for God's mercy. Và Chúa bảo rằng họ đi trở về. And the Lord told them to return. Hãy đi gặp các thầy tế lễ và tỏ cho họ biết rằng các ngươi được chữa lành. Go and meet the scribes or the priests and let them know that you are healed. Bởi vì luật quy định rằng là nếu một người mà họ được lành bệnh phong thì họ cũng phải đến cho thầy tế lễ khám xét. And the law also tells them that when they are healed, they got to go and tell the priest to check them. Và sau khi được khám xét rồi thì mới có thể trở lại sinh hoạt bình thường. And after the priest examined them, then they can return home to a normal life. Và trong khi họ đang đi trở về thì họ phát hiện rằng phung của họ được chữa lành. And as they return home, they discover that the leprosy has disappeared. Không phải là một người được chữa lành nhưng mà 10 người đều được chữa lành. Not just one who was healed, but all 10 are healed. Nhưng mà chỉ có một người quay trở lại. But only one returned. Để mà xin cảm ơn và bày tỏ cái tấm lòng mà rất vui mừng của mình đối với Chúa. And to show his gratitude and also his joy to the Lord who heals him. Chúa Giêsu hỏi rằng không phải 10 người được chữa lành à? Oh, isn't that 10 lepers are healed? 9 người kia đâu? Where are the other 9? Tại sao có một người ngoại quốc này đến đây mà cảm ơn? How come there was only this one foreigner who returned to give thanks? Bởi vì người Samari là một cái người mà người Do Thái rất là khinh miệt. Because a Samaritan was someone who was despised by the Jews. Nhưng mà quý vị nghe rất nhiều câu chuyện tốt về những người Samari. But you heard a lot of good stories about the Samaritan. Cho nên những người mà người đời khinh miệt không có nghĩa là Chúa cũng khinh miệt. And when the world may despise you, doesn't mean that God look down upon you. Người Samari tức là một cái những người lai ở giữa người Do Thái và những dân tộc khác. The Samaritans was a mixed race between the Jews and other nations. Nhưng cuối cùng cái người mà mình nghĩ là xấu này, họ lại là một người tốt. And in the end, when we think of a not so good person, he's a good person. Người Samari này đến chẳng những là
cảm ơn, nhưng mà người này còn sắp mình xuống trước mặt Chúa. This Samaritan didn't just come to give thanks and show gratitude, but he bowed down before Jesus. Và Chúa bảo rằng hãy đứng dậy. The Lord told him to rise up. Đức tin ngươi đã cứu ngươi. Your faith has saved you. Tôi đố quý vị là giữa 10 người bị bệnh phúc này thì 9 người kia cũng được chữa lành, ông bệnh phúc này cũng được chữa lành, người cảm ơn này cũng được chữa lành, thì người nào là người được phước hơn? Between the 10 people, all they're healed, and one who returned to give thanks, which one is more blessed? Người cảm ơn Chúa được phước hơn. The person who gave thanks to God was more blessed. Có gì đâu, họ cũng được chữa lành, ông kia cũng được chữa lành, thì chính người kia cũng được chữa lành. It seems like this one was healed and the other 9 were healed. Có gì hơn? What else do they have? Yeah. Câu kinh thánh mà quý vị thấy ở trước mặt đó là Chúa bảo rằng là đức tin ngươi đã cứu người. And the Bible that verse that you saw that the Lord told him that your faith has saved you. Những người kia được chữa lành. Those people were healed. Nhưng mà không được cứu. They may not be saved. Những người kia được cái phước về vật chất. They had their material blessing. Được chữa lành về thể xác. They were healed physically. Nhưng mà không được chữa lành về phần tâm linh. But they were not healed spiritually. Những người kia là chữa khổ bệnh. They were healed from their sickness. Và về phương diện đời này thì đã đủ rồi, tốt rồi. From the standpoint of this world, that's enough for them. Nhưng đối với Đức Chúa Trời thì người đến trở lại mà gặp Chúa đó mới là người được cứu. But to God, the one who returned to give thanks to God was the one that is saved. Tôi muốn nhấn mạnh cái sự khác biệt này. I want to emphasize this difference. Để tôi và quý vị là những người đang sống trên trần gian. So that you and I who are living in this world. Có một số người chỉ nghĩ đến cái phước hạnh về đời này. There are those who just think of their material blessings in this world. Rõ ràng là chính người kia nghĩ về sự chữa lành thể xác. And of course those 9 think about their physical healing. Và họ cũng đã đến với Chúa. They came to the Lord. Nhưng mà họ chỉ nghĩ về cái sự chữa lành về thể xác mà thôi. But they only thought about their physical healing. Còn người quay trở lại gặp Chúa. The person who returned to see Jesus. Là người được chữa lành cả về phương diện tâm linh. Who was healed spiritually. Và Chúa nói rằng đức tin ngươi đã cứu ngươi. And the Lord told him that your faith has saved you. Vì vậy cho nên để có một cái đời sống thật sự biết ơn Ngài. And therefore in order to have a life that is truly grateful to God. Những người được chữa lành kia có biết ơn Chúa không? Those 9 who were healed, are they grateful to God? Cũng có một chút. Maybe a little. Nhưng mà họ không bày tỏ cái sự biết ơn đó. And they did not express or show their gratitude. Hay có nghĩa rằng họ không thật sự biết ơn Ngài. Or in reality they are not grateful to God. Lý do là bởi vì họ không đức tin. Because they may not have faith. Họ có thể có rất nhiều những cái lý lẽ. They may have other reasons. Họ bảo rằng bây giờ nếu mà đi quay trở lại, coi chừng mình bị bệnh lại sao? And they may think, oh, if I return there, maybe I will get the sickness again. Bây giờ ở nhà mình bao nhiêu người đứng chờ đợi mình? Oh, at home, people are waiting for me now. Họ cũng có thể nói rằng là Chúa đâu có bảo là phải trở lại để cảm ơn đâu. And the Lord didn't tell me or command me to return. Và tôi tin chắc rằng là có một cái sự gọi là tranh luận giữa một người muốn quay trở lại và 9 người không muốn. And there may be an argument or discussion between the 9 and the 1 that returned to give thanks to Jesus. Và là có lẽ là 9 người kia có những cái lý lẽ nó hay hơn. And maybe the other 9 has more or good sound reasoning. Họ thấy có lý hơn. Maybe it's more reasonable. Và thậm chí họ có thể cười chế nhạo cái người mà quay trở lại cảm ơn nữa. They may even laugh at the one who returned to give thanks to Jesus. Nhưng ở đây chúng ta thấy rằng người này không phải là theo số đông. But here you can see this person is not following the crowd. Người trở lại cảm ơn Chúa, người này cũng không phải là sợ người khác cười chế. And the person who returned was not afraid that other people will laugh at them.
Và tôi tin chắc rằng là chính người kia họ trở về và họ cười cái anh chàng mà gọi là quá thiệt thà này đó. And the night that return home, to their home, they may be sneer or laughing at these people. Họ cho rằng đâu có cần thiết. And maybe they said it's not necessary. Và rất nhiều người họ chỉ sống bề ngoài mà thôi. And people just maybe live for the outside appearance. Rất nhiều người chỉ nghĩ đến cái cuộc sống vật chất này. They may only think of their material world. Rất nhiều người chỉ nghĩ đến những gì nó ở trên quả địa cầu này mà thôi. And they may think of only the things that existed on this earth. Những người khôn ngoan là người nhìn xa hơn. But the wise person is one who has a far view. Đó là lý do mà người này đã trở lại để mà cảm ơn Chúa. And that's the reason this person returning to give thanks. Mặc dầu Chúa không có bảo rằng họ phải trở lại. Even though the Lord didn't tell them to return. Nhưng họ hiểu rằng là Chúa rất là vui nếu họ cảm ơn. But this person understands that God will be rejoicing, happy when he returns. Và tôi tin rằng lương tâm của họ cũng nói lên cho họ rằng là việc họ đáng làm đó là phải cảm ơn Chúa. And maybe their conscience is telling them that the right thing to do is to give thanks. Vì vậy cho nên trong cuộc đời này. And therefore in this life. Không phải chúng ta chỉ nghĩ đến trần gian. We should not only think of this world. Một số người mặc dầu đến với Chúa nhưng mà cũng chỉ nghĩ đến đời này mà thôi. A number of people who come to the Lord only think of this physical temporal world. Miễn là làm sao mình được tốt lành ở trong cuộc sống này là đủ rồi. They think, oh, maybe that's all, that's enough. Và rất là nhiều người đến với Chúa, đến với nhà thờ để xin Chúa ban cho mình bình an. And they come to God, to the church, to ask God to give them peace. Ban cho mình được làm ăn và có một cuộc sống thành đạt. And or to have a success in the business or to be become successful in life. Và rõ ràng là giống như chính người kia có khi họ cũng được những điều đó. And clearly they may be just like those nine who got it. Nhưng chưa trọn. But it's not complete. Họ còn cần cái sự cứu rỗi của linh hồn nữa. They need the salvation for their soul. Vì thể xác có thể chứa cho chúng ta khỏe mạnh. Physically, the Lord may allow us to be very well and healthy. Có thể chúng ta được ban cho nhiều điều tốt lành. Maybe we are granted and given a lot of good things. Nhưng khi Chúa ban cho những điều tốt lành đó là để chúng ta yêu mến Ngài. And the Lord may give us all those good things so that we will love Him. Để chúng ta tin cậy Ngài hơn. So that we will trust Him even more. Để chúng ta đến gần Ngài hơn. So that we will come closer to God. Chứ không phải khi chúng ta thành công rồi thì chúng ta nghĩ là đủ rồi. Not so that when we are successful, we think that would be enough. Và quý vị có thể thấy có những người khi mà có một cuộc sống bình an trên đất này. And you can see that there are those who have a peaceful life on this earth. Khi họ có những sự thành công. When they have successes. Thì họ kiêu ngạo. They become arrogant or boastful. Nhưng người nào nhận biết đây là ơn của Chúa. But whoever recognizes that this is God's blessing. Người đó sẽ khiêm nhường mà dâng sự vinh hiển cho Chúa. And that person will be humble and give thanks to God. Người phung đã đến và xách mình xuống. This leper has returned and give thanks to God. Người phung đã tạ ơn Đức Chúa Trời. This person give thanks to God. Và bày tỏ rằng là bây giờ mình được chữa lành đây là bởi Chúa. And now he shows that he is healed and he returned thanks to God. Khác với chính người kia. So much different from the other nine. Họ đi ra và họ khoe với mọi người rằng bây giờ tôi được chữa lành. Then they go out and brag with other people that they are healed. Nhưng cuộc sống của họ là xa với Chúa hơn. But their lives may be so far away from God now. Họ không có đến gần với Ngài như điều Ngài mong đợi. They did not come closer to God like God expected. Chúa hỏi rằng chính người kia ở đâu? The Lord asks, where are the other nine? Quý vị nhìn thấy cái số người vong ân nó nhiều hơn số người biết ơn không? You see those the nine compared to the one who are more grateful. Số người thật sự có đức tin nó khác với những người không có đức tin lắm. The person or those who have faith or do not have faith. Cho nên đừng có đi theo số đông. Therefore, we should not follow the crowd. Có nhiều khi số đông lại sai lầm. Sometime or the crowd may be in the wrong. Vì vậy cho nên chúng ta hãy bước đi bằng đức tin. Therefore, we must walk by faith. Chúa nói với cái người quay trở lại đó nè. The Lord told the person that returns. Đức tin ngươi đã cứu người. Your faith has healed you. Người này sống bằng đức tin. This person lives by faith. Người này không sống bằng mắt thấy. He didn't live with their physical or their
Người này cũng không có vui mừng vì chỉ vì người khác khen rồi, anh khỏe mạnh rồi. He did not just rejoice and because other people say that oh you heal now. Nhưng bằng đức tin người này phải đến với Chúa. But by faith this person has come to God. Bằng đức tin người này tin rằng người này sẽ nhận được nhiều ơn phước nhiều hơn nữa. By faith this person believed that he will receive even more from God. Bởi đức tin người này sẽ tin rằng mình sẽ được vào nước thiên đàng nữa. By faith this person believes that he shall enter the kingdom of God. Còn những người không có đức tin thì chỉ nhìn những cái gì trước mắt. And those who do not have faith, they may think only of the things right in front và of their eyes. Bằng lòng với những cái gì ở trên đời này mà thôi. And they are satisfied or happy with whatever they have on this earth. Chúa đừng mời gọi chúng ta. The Lord is inviting us. Hãy đến gần với Ngài. Come near to God. Kinh Thánh nói rằng hãy đến gần Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ đến gần anh em. The Bible said that come near to God and he shall come near to you. Hãy hạ mình dưới cánh tay quyền phép của Đức Chúa Trời. Humble yourself before the mighty hand of God. Để Ngài nhắc chúng ta lên. So that he will lift you up. Chúa chữa lành cho 9 người phong kia. The Lord heals those 9. Chỉ là bước một mà thôi. That's the first step. Họ cần phải được sự chữa lành thật sự để được vào nước của Chúa. They need to be healed or saved so that they can enter into the kingdom of God. Họ cần phải thật sự được ở trong nước của Đức Chúa Trời. They need to be truly in the kingdom of God. Chứ không phải chỉ là được sống có thể là bình thường với mọi người. Not just to be healed and to live a normal life like other people. Mục đích của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta còn cao hơn nữa. The purpose of God for us is higher. Ngài muốn ban phước cho chúng ta. He wants to bless us. Ngài muốn chúng ta có một sự vui mừng trọn vẹn. He wants us to have a complete joy. Ngài muốn chúng ta hưởng được một cái gia tài thật lớn. The Lord wants us to inherit a big or a massive inheritance. Để nhận được điều này, chúng ta phải đến với Chúa. And to receive these, we need to come to God. Chúng ta phải đến gần với Chúa hơn. We need to come near to God. Chúng ta phải hạ mình trước mặt Ngài. We have to humble ourselves before the Lord. Và chúng ta phải thật sự có đức tin. And we have to truly have faith. Kinh Thánh nói là người công bình sống bởi đức tin. The Bible said the righteous shall live by faith. Trong Cô Rinh Tô gì đoạn 5 câu 7 nói rằng là chúng ta bước đi bởi đức tin. And the Bible in 2 Corinthians we are walking by faith. Chứ không phải bởi mắt thấy. Not by sight. Sao xin Chúa cho tôi và quý vị. May God help us. Để trong cuộc sống của chúng ta giống như người quay trở lại cảm ơn Chúa. So that in our life we like this person who returned to give thanks to God. Chắc chắn chúng ta sẽ được nhận nhiều hơn nữa. Surely we will receive even more. Chắc chắn Chúa sẽ ban cho chúng ta những điều tốt lành hơn nữa. Surely the Lord will give us even more good things. Bởi vì những gì mà Ngài ban cho chúng ta đó chỉ là trên đời này chỉ là tạm mà thôi. Because the things that God has given us on this temporal life is just temporal. Đừng bằng lòng với những cái điều tạm bợ đó. Do not become so satisfied with just that. Nhưng hãy đến gần với Ngài để chúng ta thật sự được ở trong nước của Ngài. We come near to God to be truly in His kingdom. Tôi mời gọi quý vị đến gần với Chúa hơn. I invite you to come near to God. Và thật sự sống một cái đời sống bằng đức tin. So that you can live a life truly walking by faith. Chúng ta sẽ là những người được phước hạnh. We shall be the people who are blessed. Chúng ta cùng đứng lên để hiệp chung cùng nguyện. Please stand to pray. Và giờ này tôi mời quý vị chúng ta đến với Chúa để chúng ta cùng cầu nguyện. I invite you to come to the Lord God. Hãy đến với Chúa để xin Chúa ban phước cho chúng ta. Come to God and ask God to bless you. Hãy đến với Ngài để thưa với Chúa rằng chúng con cảm ơn Ngài. Come to God and tell God that you are thankful to Him. Chúa đừng dành cho tôi và quý vị nhiều ơn phước hơn nữa. The Lord is reserving great blessings for you. Hãy mạnh dạn đến với Ngài. Come boldly to Him. Và xin ân điển của Chúa đổ đầy trên đời sống của chúng ta. And asking the grace of God will be poured out greatly on you. Chúa muốn làm những điều lớn hơn nữa trong đời sống chúng ta. The Lord wants to do even greater things in your life. Hãy hạ mình trước mặt Ngài. Humble yourself before the Lord. Chúng ta hướng lòng về Chúa và cầu nguyện. Let us come to the Lord and pray. Chúa ơi, chúng con đang hiện diện trước mặt Ngài. Lord, we are standing before your presence. Ngài yêu chúng con. You love us, Lord. Cứu rỗi chúng con. You saved us. Chữa lành cho chúng con. You healed us. Ban mọi điều tốt lành cho chúng con trên đời này. And you give us all the good things in this life. Và Chúa còn hứa với chúng con rằng chúng con sẽ được nhiều ơn phước ở đời sau.
You promise us to have even more blessings in the afterlife. Chúng con sẽ được sống đời đời với Ngài. We shall live eternally with you. Cảm tạ Chúa, ngợi khen Ngài. Thanks be to God. We give thanks to you. Xin cho chúng con hạ mình trước mặt Ngài. Let us humble ourselves before the Lord. Xin cho chúng con có đức tin nơi Ngài. Let us have faith in you, Lord. Như là người phun đá trở lại với Chúa. Just like the leper who returned to you. Lạy Chúa, xin làm những điều diệu kỳ trên đời sống của chúng con. Lord, do great and wonderful things in our life. Cầu xin quyền năng của Ngài chạm đến mỗi chúng con. May your power touch us, Lord. Chữa lành mọi bệnh tật về thể xác của chúng con. Heal us our bodies, all the sickness and disease. Chữa lành mọi bệnh tật trong tâm hồn và tâm linh chúng con. Heal all of our emotional problems and turmoil, Lord. Xin cho chúng con có một đời sống mạnh mẽ trong Ngài. Allow us to have a strong walk with you, Lord. Chúng con sống giữa trần gian này, nhưng chúng con như là đuốc chiếu sáng giữa trần gian. And to live in this world like a brightly burned torch. Một lần nữa chúng con dâng chúng con lên trước mặt Ngài. Once again we offer ourselves before you. Xin Chúa ở cùng chúng con. Be with us, O God. Xin Chúa tiếp tục chữa lành và ban phước cho chúng con. Continue to heal and to bless us, Lord. Chúng con hiệp chung và cầu nguyện. And we join together in prayer. Trong danh Chúa Giêsu Christ. In Jesus' name. Amen. Amen.